Xin chào tất cả các bạn, mình là Hải, mình đến từ kênh YouTube Bơ Vlog. Xin chào các bạn. Thì hôm nay có một cái chủ đề rất là hot, đó là làm sao để kiếm được 50 triệu một tháng. Thì phải chăng là đây là một cái câu hỏi mà luôn luôn là khiến cho các bạn đau đầu, có đúng như vậy không nè? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà mình đang làm và mang lại một cái thu nhập ổn định cho mình là 30 triệu mỗi tháng các bạn nha. Ở đây mình nói 30 triệu mỗi tháng, đây là cái nguồn thu nhập thụ động các bạn nha. Không phải là ngoài cái tiền lương ra thì mình sẽ có thêm một cái nguồn thu nhập thụ động là 30 triệu mỗi tháng. Thì như vậy là chúng ta làm một cái phép tính đơn giản như sau. Lương của mình là lương của tu nghiệp sinh Nhật Bản và là 20 triệu một tháng, cộng với là một cái thu nhập thụ động từ đầu tư là 30 triệu. Như vậy là cái tổng thu nhập của mình từ lương và thu nhập thụ động đó là 50 triệu một tháng các bạn nha. Thì ở đây là lương và thu nhập thụ động từ đầu tư ngoài, tổng cộng là 50 triệu. Rồi, thì như vậy là mình đã làm điều đó như thế nào? Rất đơn giản các bạn à. Đó là mình tái đầu tư bằng số vốn mà mình có các bạn nha. Rồi, như vậy là câu hỏi tiếp theo sẽ là đầu tư vào cái gì và làm sao để đầu tư. Đấy, đây là hai câu hỏi lớn. Thì như vậy là cái trường hợp đặt ra là nên đầu tư cái gì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả và ít cái rủi ro. Thì sẽ có một số ý tưởng như là mở quán cà phê chẳng hạn. Thì cái này thì mình không có khuyến khích các bạn làm. Bởi vì sao? Bởi vì mở quán cà phê thì các bạn phải đầu tư vào đó, cái tiền đầu tư rất là nhiều và cái rủi ro rất cao. Thì ví dụ như các bạn phải đầu tư tiền mặt bằng nè, tiền nhân viên nè, tiền quán nè, tiền ly nè, tiền dụng cụ nè, đủ các loại tiền các bạn phải đầu tư vào đó. Cho nên là các bạn đầu tư rất là nhiều và rủi ro nó mang lại cho bạn rất là lớn khi các bạn bán mà không thuận lợi các bạn nha. Hoặc là ý tưởng thứ hai, ví dụ như là có một số bạn trẻ là ví dụ như mở quán trà sữa chẳng hạn. Thì cái này nó cũng sẽ giống như là mở quán cà phê thôi các bạn. Thì các bạn cũng sẽ đầu tư vào đó rất là nhiều và không có mang lại cái lợi nhuận cho các bạn cao, vì cái tỷ lệ rủi ro của nó rất là lớn và cái biên lãi suất của nó thấp lắm các bạn à. Cho nên là về đầu tư mở quán nước chẳng hạn là các bạn không nên đầu tư nha. Thì mình xin chia sẻ với các bạn là mình đã đầu tư vào bất động sản các bạn. Mình mang tiền của mình đầu tư vào bất động sản và kết quả là thành công và mang đến cho mình cái nguồn thu nhập thụ động ổn định trung bình từ 25 triệu đến 30 triệu mỗi tháng. Cộng với cái tiền lương của mình là 20 triệu mỗi tháng thì tính ra mỗi tháng là tổng thu nhập của mình là 45 đến 50 triệu. Thì như vậy là câu hỏi thứ hai, đó là làm sao để đầu tư nha các bạn. Thì có 4 bước, thì có 6 bước chứ. Thì ở bước 1 đó là các bạn phải tích lũy vốn khởi nghiệp. Thì ở đây có 2 cách. Thì thứ nhất là các bạn phải tự bản thân các bạn tích lũy, hoặc các bạn phải vay vốn từ gia đình. Chú ý ở đây là mình khuyên các bạn là không nên vay vốn bên ngoài xã hội hoặc vay vốn từ bạn bè các bạn nha. Bởi vì sao? Các bạn vay vốn bên ngoài xã hội hoặc bạn bè thì các bạn, cái số tiền vay của các bạn sẽ bị lãi suất. Cho nên mình không khuyên các bạn vay vốn từ bên ngoài hoặc bạn bè, lãi suất rất là cao các bạn nha, cho nên không nên. Thì mình sẽ tích lũy vốn từ bản thân mình, tự bản thân mình tích lũy. Thì trong năm đầu tiên đi làm, mình hoàn toàn tập trung vào mục tiêu là tích lũy đủ 200 triệu để làm vốn khởi nghiệp các bạn nha. Mình hoàn toàn tập trung nha. Thì ở đây các bạn xem mình nhấn mạnh cho các bạn chữ là tập trung tích lũy. Bởi vì sao mình nhấn mạnh ngay chỗ này? Bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những cái cám dỗ các bạn trong quá trình các bạn tích lũy vốn. Ví dụ như các bạn tích lũy được 100 triệu chẳng hạn, thì các bạn gần được 200 triệu rồi. Thì khi đó ở gia đình các bạn chẳng hạn là kêu các bạn gửi tiền về để mà xây nhà chẳng hạn, để sửa nhà chẳng hạn, hoặc là anh chị em các bạn muốn các bạn gửi tiền về để mua một chiếc xe Honda mới chẳng hạn. Thì như vậy, từ những cái lần gửi tiền về như vậy á, thì các bạn rất là khó để hoàn thành được cái mục tiêu là tích lũy đủ 200 triệu tiền vốn. Khi mà gần đủ 200 triệu cái xong, cái phải lo những cái chuyện khác và mãi mãi sẽ không đủ được 200 triệu các bạn nha. Thì tiếp theo là bước số 2, đó là các bạn phải tìm người hướng dẫn và đối tác cùng đầu tư. Câu hỏi là tại sao phải cần người hướng dẫn và đối tác cùng tốt đầu tư?
thì mình đưa ra một cái ví dụ cho các bạn thế này. Miếng đất các bạn cần mua có giá là 1 tỷ thì ngân hàng sẽ cho vay tối đa là 70% giá trị của miếng đất là 700 triệu. Thì như vậy là các bạn cần phải bỏ ra tiền mặt, đó là 300 triệu tiền mặt các bạn nha. Đó là số tiền các bạn bỏ ra. Trong khi đó số vốn các bạn mới chỉ có 150 hoặc 200 triệu. Như vậy thì sao? Như vậy thì một mình các bạn sẽ không thể nào đủ cái lượng tiền mặt để mua miếng đất 1 tỷ đó. Đây. Thì nhưng nếu có một người đang làm trong mảng đầu tư bất động sản đồng ý hướng dẫn và làm đối tác đầu tư cùng các bạn đầu tư thì các bạn sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất, đó là họ có thể là giúp các bạn tìm được những miếng đất có khả năng sinh lời cao. Thứ hai, họ có thể là giúp các bạn lo thủ tục vay vốn ngân hàng. Và thứ ba là tìm đầu ra để bán đất các bạn nha. Thì ở đây á, có một cái điểm cực kỳ quan trọng ở cái chỗ này, đó là cái điểm số 2, đó là lo thủ tục vay vốn ngân hàng các bạn nha. Đây là điểm quan trọng. Các bạn muốn đầu tư vào bất động sản với số vốn khởi nghiệp chỉ có từ 150 đến 200 triệu thì vay vốn ngân hàng này là một cái điều rất là quan trọng để giúp các bạn khởi nghiệp thành công các bạn nha. Bởi vì khi mà các bạn có một số vốn rất là ít, từ 150 đến 200 triệu mà các bạn đi khởi nghiệp bằng bất động sản thì rất là khó. Cho nên nếu mà các bạn có một cái người hướng dẫn và một đối tác cùng hợp tác đầu tư với các bạn mua đất thì cái người đó sẽ có kinh nghiệm về lo thủ tục vay vốn ngân hàng, sẽ giúp đỡ được các bạn rất là nhiều nha. Rồi, theo kinh nghiệm của bản thân mình rút ra được khi vay vốn ngân hàng để đầu tư bất động sản các bạn nha, thì đó là với một số vốn ít ỏi ban đầu của các bạn từ chỉ có 150 đến 200 triệu thì các bạn vẫn có thể mua được những miếng đất giá trị cao. Như vậy thì các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đầu tư nha các bạn. Thứ hai, đó là giá trị miếng đất đã được những chuyên gia tín dụng bên phía ngân hàng đánh giá tốt để giải ngân cho các bạn vay. Thì như vậy là miếng đất đó có khả năng sinh lãi rất là tốt luôn các bạn. Thì ở đây, bên ngân hàng, những chuyên gia tín dụng bên ngân hàng đó là toàn là những chuyên gia về bất động sản không các bạn. Chỉ cần một cái đánh giá tốt của họ thôi là các bạn có thể là yên tâm về cái giá trị của miếng đất các bạn chuẩn bị mua rồi nha. Tiếp theo là bước số 3, đó là tìm đất để đầu tư. Thì chúng ta sẽ tìm đất ở những cái vị trí có khả năng sinh lãi thông qua sự hướng dẫn từ những cái mối quan hệ mà cái phía từ cái người mà hợp tác với các bạn á, phía ngân hàng nè, phía người hợp tác với các bạn nè, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm được những cái miếng đất ưng ý. Đây, thì ở đây á, trong quá trình mà tìm kiếm đất á, thì mình sẽ kết hợp với bên phía ngân hàng luôn các bạn, là mình sẽ có một cái người quen bên đó cùng hỗ trợ mình để tìm được những miếng đất có giá trị. Thì qua bước thứ tư, đó là làm thủ tục mua bán đất các bạn nha. Thì ở đây á, cái bước này có một cái lưu ý nhỏ, đó là các bạn hai bên cùng công chứng ký tên đồng sở hữu miếng đất các bạn nha. Thì khi mà các bạn hai bên cùng công chứng ký tên đồng sở hữu á, thì bạn và cái người đối tác hợp tác cùng làm ăn với các bạn á, là hai bên cùng ký vào cái giấy chứng nhận quyền sở hữu đất luôn các bạn nha. Thì như vậy cả hai bên sẽ có một cái trách nhiệm liên đới với nhau, hai bên cùng có một cái trách nhiệm để lo chạy để bán cái miếng đất đó được giá để mang về đồng lãi. Thì như vậy các bạn khi đầu tư các bạn sẽ có cái gì đó nó rất là yên tâm nha. Qua tới bước thứ năm, đó là chờ đợi đất lên giá trong khoảng 6 tháng. Thì trong cái quá trình này chờ đợi này các bạn, thì các bạn vẫn phải đi làm bình thường, lại tiếp tục tích lũy vốn. Thì mỗi tháng các bạn sẽ có tiền lương nữa mà, cho nên các bạn lại tích lũy vốn cho những cái đợt đầu tư tiếp theo. Ở bước thứ 6 là bước bán đất. Đây, bước này gặt hái thành công đây. Sau khoảng thời gian chờ đợi 6 tháng, các bạn có thể bán được miếng đất dao động với giá từ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 4. Thì ở đây mình ví dụ là miếng đất mình mua vào là 1 tỷ. Thì sau khoảng 6 tháng thì mình bán ra với giá tầm khoảng 1 tỷ 3 các bạn nha. Thì mình sẽ thu lãi được bao nhiêu các bạn nha? Thì trong vòng 6 tháng mình sẽ lãi được lãi ròng là 300 triệu. Đấy, thì tùy vào cái tỷ lệ góp vốn, ví dụ như tỷ lệ góp vốn là 50-50 thì như vậy các bạn sẽ được là 150 triệu tiền lãi sau 6 tháng đầu tư các bạn nha. Thì cái tỷ lệ góp vốn có thể là 40-60 chẳng hạn, hoặc là 30-70, thì tùy vào cái tỷ lệ góp vốn mà các bạn sẽ trực chia lãi suất theo cái tỷ lệ các bạn góp vốn. Đấy, thì là trong 6 tháng các bạn sẽ có cái thêm cái nguồn thu nhập thụ động là 150 triệu. Tính trung bình ra thì các bạn sẽ được là 25 triệu mỗi tháng ngoài tiền lương. Đấy, các bạn thấy là hấp dẫn chưa? Thì cái này là thu nhập thụ động các bạn nha. Từ cái đất, các bạn không phải làm gì cả, đất nó lên giá và các bạn sẽ thu được cái tiền lãi này thôi. Thu nhập thụ động, chính xác là thụ động luôn. Và trong một năm có 12 tháng, thì như vậy thì sao các bạn? Các bạn có thể là xoay vòng vốn được 2 lần đầu tư. Ví dụ như trong 6 tháng đầu các bạn làm một miếng đất số 1,
thì các bạn sẽ lãi được 150 triệu, sau đó các bạn thu hồi vốn và lãi về, các bạn tiếp tục xoay vòng vốn đầu tư thêm một miếng đất thứ hai, là trong vòng cũng cái năm đó thôi, 6 tháng tiếp theo. Thì như vậy có phải là ví dụ cũng đầu tư theo hình thức như miếng đất đầu tiên thì các bạn vẫn sẽ thu về là 150 triệu tiền lãi trong 6 tháng tiếp theo nữa. Như vậy là tổng số lãi trong một năm các bạn sẽ thu được đâu đó tầm khoảng là 300 triệu là các bạn. Đấy, rất là nhiều các bạn nha. Đó, cũng vẫn là cùng một số vốn ban đầu thôi các bạn. Đấy, thì đó là những cái kinh nghiệm chia sẻ của mình về đầu tư bất động sản. Thì nếu mà các bạn thấy thú vị thì các bạn nhớ bấm đăng ký và like cho cái kênh YouTube của mình các bạn nha. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip. Clip của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Thì các bạn nhớ bấm cho bé Bơ xin like và subscribe để tạo động lực cho mình, để mình tạo ra những cái clip càng ngày càng thú vị và càng ngày càng bổ ích thêm nữa cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.